mọi người. Mì cay xào bạch tuộc này. Hôm nay Thục mua được bạch tuộc siêu nhỏ, siêu mini, nên là Thục sẽ xào cay cùng với lại mì luôn. Siêu cay luôn mọi người ạ. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng ăn nha. Ăn cái món này cay toát lưỡi. Xin mời mọi người nha. Bạch tuộc siêu nhỏ, siêu mini. Nhưng mà ăn cái bạch tuộc nhỏ này ấy thì nó rất là mềm, rất là ngon. Còn ăn cái to thì nó đã á miệng nhưng mà nhai nó hơi lâu. Xin mời. Cây lòi bán họng. Cây quá. Xích xoa luôn đấy mọi người. Cái con bạch tuộc lúc mình mua thì nó cũng không đến mức độ nhỏ như này đâu. Xào lên rồi bây giờ nó còn bé xíu bé xíu như cái ngón tay này. Cái này mà lấy chồng mà về nhà chồng mà xào cái này là bị hao, bị hụt hụt đây. Trời nắng nóng quá mọi người, không biết ăn cái gì luôn á. Đã nóng rồi còn ăn cay. Tí nữa nó vêu cái mồm lên giống như kiểu đi phun xăm về. Lon bia này, lon bia 500 ấy mọi người. Siêu to, siêu bự và siêu cay và siêu mini này. Thank you.
ăn những rau vào cho nó đỡ cay. Cay quá mọi người. Này đúng là siêu cay luôn. Cái bạch tuộc này cứ nhìn thấy nó buồn cười. Cái giống này cũng rất là kỳ cục mọi người ha. Cái thân thì bé tí bé tẹo, mà cái tay thì rõ là dài như kiểu yêu tinh yêu quái. Thân thì ngắn. Hôm nay Thục ăn canh hàu nha mọi người. Nóng quá, nó nóng. Nóng nó cay, nó rốt hết cả mồm rồi đó. Nóng quá. Vậy là nhé, mua được cái con bạch tuộc to thì một cái dâu của nó ăn mãi với hết. Bây giờ một kè một miếng là ăn mấy con bạch tuộc luôn. Ngon quá. Uống cái này vào cho nó đỡ cay đi ấy mọi người. Cay quá. Bị say rồi đấy, bắt đầu thấy đầu lâng lâng.
ăn cay ấy mọi người. Lúc đầu mà mình mới ăn ấy thì cảm giác nó không cay lắm, càng ăn nó càng cay ấy, càng về sau là chỉ cần đụng vào cái miếng thức ăn thôi là cái mồm mình nó kiểu cảm giác như bốc khói à, hà hơi như này là nó nóng. Cho cái này vào cho nó hạ nhiệt. Đã quá. Uống hết lọng bia này chắc là say nằm lăn. Mà lạ một cái nha mọi người, cái bạch tuộc và cái bạch tuộc xào cay ấy mà ăn với mì nó rất là hợp, rất là ngon luôn. Này á, cho tương ớt này, ớt quả này, ớt bột này, siêu cay. Khi mà mình ăn cay nhiều ấy, tất cả cái vành môi của mình bây giờ nó nóng lên, nó muốn bốc hỏa. Tục xào một gói mì Hàn Quốc ấy mọi người, một gói mì to Hàn Quốc và 1 kg mực, không phải 1 kg bạch tuộc. Khi mà mình mua ấy, cái con bạch tuộc của nó ấy, nó đang còn tươi thì nó cảm giác nó rất là to, mà đến lúc mình làm sạch sẽ, mình trần qua nước đi cho nó hết cái nhớt ấy thì nó còn bé xíu như này. Nhìn nó bé tí thì tí à. Đoạn dưới này. Ớt nó lắng xuống ấy mọi người, nó rất là cay luôn. Nó còn có vài miếng thôi nhưng mà nó cay lắm, siêu cay luôn. Và bữa ăn của Thục đến đây cũng xin được kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết. Mọi người đừng quên ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ cho Thục nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau. Bye bye.